Đà Nẵng, thành phố có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Việt Nam, một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố Đà Nẵng nằm ở miền Trung Việt Nam, bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, đông giáp Biển Đông. Thành phố Đà Nẵng là đô thị trung tâm kinh tế, xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Nằm trên trục giao thông Bắc Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và điểm cuối của hành lang kinh tế Đông Tây trải dài từ Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar. Tính đến hết năm 2022, dân số 1.220.200 người. Diện tích 1.285 km², có 6 quận, 2 huyện. Đà Nẵng, nơi kết nối 3 di sản văn hóa thế giới: phố cổ Hội An, cố đô Huế và thánh địa Mỹ Sơn. Đà Nẵng, điểm đến hấp dẫn với nhiều bãi biển đẹp và nhiều thắng cảnh nổi tiếng. Đà Nẵng, nơi đem lại chất lượng cuộc sống hàng đầu tại Việt Nam, môi trường sống hiền hòa, con người Đà Nẵng thân thiện, dễ mến. Thành phố Đà Nẵng dẫn đầu trong việc phát triển chính phủ số và chuyển đổi số của Việt Nam, nơi hướng đến sự gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa đào tạo với doanh nghiệp và đạt chuẩn mực trình độ cao. Đà Nẵng, thành phố biển năng động, sáng tạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh. Kinh tế thành phố duy trì ở mức tăng trưởng khá cao. Trong đó, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông là một trong năm lĩnh vực được ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tập trung thu hút đầu tư phát triển vào lĩnh vực mũi nhọn công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, hướng đến xây dựng thành phố thông minh một cách bền vững. Đà Nẵng, điểm đến đầu tư hấp dẫn với nhiều lợi thế: môi trường đầu tư thông thoáng, chuyên nghiệp. Trong năm 2021, thành phố nằm trong top đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số cải cách hành chính PA Index. Đà Nẵng, thành phố trẻ, là một thành phố với sự nỗ lực và năng động để hội nhập với thế giới, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Ưu tiên nguồn lực, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ số gắn với nền kinh tế số là một trong năm lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố. Với việc định hướng, chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý từ chính phủ cùng với sự hướng dẫn triển khai và hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển công nghiệp công nghệ số của thành phố và nhiều chính sách ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư khi đến với Đà Nẵng. Với những lý do trên, Đà Nẵng là lựa chọn hàng đầu trong việc phát triển công nghệ số, công nghiệp ICT. Thành phố nổi bật với sự phát triển về hạ tầng xã hội, hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công nghiệp công nghệ số, ICT. Cảng Đà Nẵng là cảng biển có quy mô hiện đại và quan trọng với sản lượng container cao nhất miền Trung Việt Nam, 668.000 TEU. Hàng hóa được vận chuyển kết nối theo mạng lưới đường cao tốc Đà Nẵng-Huế 77 km, Đà Nẵng-Quảng Ngãi 139 km. Ngoài ra, dự án Cảng Liên Chiểu được khởi công xây dựng tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Hạ tầng kỹ thuật kết nối, khả năng đáp ứng trọng tải lên đến 100.000 tấn, tàu container có sức chứa 6.000 đến 8.000 TEU. Sân bay quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên và lớn thứ ba của Việt Nam, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 3 km, phù hợp với việc vận chuyển bằng đường hàng không đối với các sản phẩm công nghệ số. Thành phố có nhiều trường học quốc tế ở các cấp học, rất thuận lợi trong việc học tập của con em các nhà đầu tư khi đến với Đà Nẵng. Có nhiều bệnh viện, các khoa khám bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm tốt trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân, du khách và các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng. Và nhiều trung tâm thương mại lớn. Hệ thống cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng đã và đang được thành phố quan tâm, chú trọng đầu tư xây dựng một cách đồng bộ, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo thuận lợi cho cuộc sống của người dân và thu hút du khách, cũng như các nhà đầu tư khi đến với Đà Nẵng. Hạ tầng số có những bước phát triển vượt bậc, được mở rộng theo hướng dịch vụ đa dạng, phong phú,
với chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như sẵn sàng hạ tầng số cho việc triển khai xây dựng thành phố thông minh, phát triển công nghiệp công nghệ số. Mạng truyền dẫn quốc tế kết nối trực tiếp hai tuyến cáp quang quốc tế CMIWiba và APG với dung lượng toàn tuyến lên đến 54,8 Tbps đối với tuyến APG và 320 Gbps đối với tuyến CMIWiba. Mạng truyền dẫn thành phố, mạng đô thị thành phố có tổng chiều dài 400 km và doanh nghiệp viễn thông khoảng 3.400 km. Phủ sóng Wi-Fi miễn phí toàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 7 nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông di động, phủ sóng 4G toàn thành phố và bắt đầu triển khai mạng 5G. Trung tâm Internet Việt Nam tại Đà Nẵng cấp quản lý tên miền quốc gia Việt Nam.vn. Trạm trung chuyển Internet quốc gia là nơi tập trung kết nối Internet của các nhà cung cấp dịch vụ Internet cùng với hệ thống máy chủ tên miền quốc gia được đặt tại khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà. 4 trung tâm dữ liệu đang khai thác với quy mô gần hơn 1.500 m². Hiện nay nhiều nhà đầu tư quan tâm triển khai, đầu tư các trung tâm dữ liệu trên địa bàn thành phố, sẵn sàng cho việc cung cấp các dịch vụ trên nền điện toán đám mây cho các doanh nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia. Hạ tầng IoT, hệ thống camera giám sát của thành phố hiện có khoảng 33.000 camera. Hệ thống mạng lưới thiết bị M2M phục vụ các hệ thống đo đếm tự động hiện nay có khoảng 48.300 thuê bao. Hạ tầng mạng lưới LP1, hạ tầng NB-IoT trên nền tảng mạng 4G với 205 trạm và 5 trạm phát loa ra. Hệ thống liên lạc giám sát hành trình vệ tinh cho 359 tàu cá. Triển khai trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh giai đoạn 1. Triển khai xây dựng trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 10,5 triệu đô la Mỹ. Cổng dịch vụ công trực tuyến với 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 cùng với trung tâm thông tin và giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng để kết nối tổ chức công dân với chính quyền. Triển khai 560 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hình thành cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị trên nền GIS. Hình thành kho dữ liệu dùng chung. Triển khai cổng dữ liệu mở, cung cấp hơn 600 tập dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tra cứu khai thác. Thành phố có 6 đài truyền hình với công nghệ phát theo chuẩn HD. Hệ thống truyền thanh cơ sở theo kỹ thuật IP trên địa bàn quận Sơn Trà và 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên hoàn thành chương trình số hóa sóng truyền hình mặt đất theo chuẩn DVB-T2 vào năm 2016. Với nhiều trang thông tin điện tử, cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn và trên 2,4 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram, Zalo. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 3 khu công nghệ thông tin tập trung đang hoạt động. Khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm số 1. Khu phức hợp văn phòng FPT. Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, giai đoạn 1. Thành phố có nguồn nhân lực ICT chất lượng cao, có sự gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa đào tạo với doanh nghiệp và đạt chuẩn mực trình độ quốc tế về kỹ năng, ngoại ngữ với hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo nghề uy tín, chất lượng. Trong đó, thành phố hiện có 38 cơ sở đào tạo về lĩnh vực công nghệ thông tin. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh chuyên ngành công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hàng năm khoảng 5.700 sinh viên, trong đó trình độ đại học, cao đẳng khoảng 4.500 sinh viên. Ngoài ra, nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Đà Nẵng còn được cung cấp từ các cơ sở đào tạo ở khu vực lân cận và cả nước như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Vinh, Đại học Quy Nhơn, Đại học Đà Lạt. Đà Nẵng xác định nguồn nhân lực công nghệ số có vai trò quyết định và xác định ưu tiên tập trung phát triển nhân lực phục vụ công nghiệp công nghệ số là lợi thế đặc biệt của Đà Nẵng. Trong giai đoạn 2022 đến 2025, thành phố cần tối thiểu 7.500 nhân lực năm và giai đoạn 2026 đến 2030 cần tối thiểu 8.000 nhân lực năm. Số lượng nhân lực công nghệ thông tin ước tính đến cuối năm 2022 là 47.500 người,
trong đó có 22.000 lao động trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số. Tỷ lệ nhân lực công nghệ số trong lực lượng lao động là 7,7% và tỷ lệ chuyển việc thấp. Đây là lợi thế để các nhà đầu tư đến với thành phố. Sau khi hình thành các khu công nghệ thông tin tập trung, sẽ thu hút một lượng lớn nguồn nhân lực đến với các doanh nghiệp công nghệ số. Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng thu hút khoảng 20.000 nhân lực làm việc. Khu phức hợp văn phòng FPT thu hút khoảng 10.000 nhân lực. Khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm số 2 thu hút khoảng 6.000 nhân lực công nghệ thông tin làm việc. Tòa nhà Viettel Đà Nẵng thu hút khoảng 2.500 nhân lực làm việc. Lĩnh vực ICT giữ vững được đà tăng trưởng ổn định, điểm sáng đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 132 triệu đô la Mỹ. Đà Nẵng đã đặt ra nhiều giải pháp quan trọng, đặc biệt tăng cường xúc tiến, hợp tác với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nguồn lực tài chính. Trong thời gian qua, thành phố đã ký kết hợp tác với các tập đoàn lớn trong nước như Viettel, VNPT, FPT, BKAV, Vietinbank và nhận được sự tư vấn, tài trợ từ các tổ chức quốc tế như Tổ chức các thành phố thông minh thế giới, Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và sự hỗ trợ, đầu tư vào Đà Nẵng từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước như VNPT, Viettel, FPT, Momo và các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế như LG, Nasdaq, Ascent Active. Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đạt được nhiều giải thưởng về ICT. 12 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số Việt Nam ICT Index. Giải thưởng thành phố thông minh duy nhất Việt Nam. Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam. Năm thứ hai liên tiếp, thành phố Đà Nẵng xếp hạng nhất nhóm các tỉnh, thành về chỉ số chuyển đổi số DTI. Giải thưởng Asocio Smart City năm 2019 của Hiệp hội Điện toán Châu Á và Châu Đại Dương. Các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Nền tảng quản trị sản xuất tinh gọn theo thời gian thực. Giải pháp chuyển đổi số cảng ePort. Giải pháp Green Data. Trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện. Mục tiêu thành phố trong thời gian đến là triển khai mô hình thành phố thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hòa nhập vào mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội. Mục tiêu trong năm 2023, doanh thu lĩnh vực ICT đạt 1,49 tỷ đô la Mỹ, tăng 105,56% so với năm 2022. Và kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 146 triệu đô la Mỹ, đạt 110% so với năm 2022. Với những mục tiêu đề ra, cùng với lợi thế, vị trí dễ dàng tiếp cận với thị trường trong khu vực và trên thế giới, có hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng một cách đồng bộ, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, có nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng trưởng lĩnh vực ICT cao và ổn định. Chúng tôi kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến với thành phố Đà Nẵng để hợp tác, đầu tư phát triển hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghệ thông tin tập trung, các doanh nghiệp công nghệ số. Thành phố đang kêu gọi đầu tư trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế Đà Nẵng. Kêu gọi đầu tư, nghiên cứu sản xuất trong lĩnh vực thiết bị công nghệ cao, thiết bị 5G, IoT, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường. Cùng với các khu công nghệ thông tin tập trung đã đi vào hoạt động, hiện thành phố đang hoàn thành các thủ tục để đưa thêm các dự án vào hoạt động. Khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm số 2. Tòa nhà Viettel Đà Nẵng. Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay. Dự án không gian sáng tạo.
Với các lợi thế hiện có của Đà Nẵng, thành phố kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư vào các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công viên phần mềm ở các lĩnh vực sản xuất phần cứng, sản xuất phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin. Kêu gọi các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển đến thiết lập văn phòng trong các khu R&D của khu công nghệ thông tin tập trung, khu công viên phần mềm, nhằm nghiên cứu các sản phẩm tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, máy tính lượng tử, game phi, nội dung số và các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Đầu tư các trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ICT, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Kêu gọi các doanh nghiệp tài chính số cung cấp công nghệ tài chính số dựa trên các nền tảng blockchain, mã hóa để phục vụ cho trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Với chiến lược một hạ tầng, một nền tảng, một chính sách, đa đối tác, đa ứng dụng, mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN, nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số, về an toàn thông tin và thương mại điện tử của cả nước. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết sát cánh cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với quan điểm mỗi doanh nghiệp thành công, phát triển chính là sự thành công, phát triển của thành phố. Chúng tôi không ngừng phấn đấu để môi trường đầu tư kinh doanh ngày một tốt hơn, tiếp tục giữ chân các nhà đầu tư lâu năm và mở rộng cửa để đón nhận những nhà đầu tư tiềm năng mới, tiếp tục xây dựng, phát triển Đà Nẵng. Chúng tôi xác định phương châm hướng đến: doanh nghiệp vì một tầm nhìn, một định hướng với thành phố, thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp. Đà Nẵng, thành phố đáng sống, đáng đầu tư.